tổ chức xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu 185 giữa hai đô Trịnh Đức Huy, đơn vị Hà Lan, khố đỏ, Tạ Văn Hùng, đơn vị Ninh Bình, khố xanh. Mai Đô và Thảo. Hai đô nghe hiệu lệnh cho tay trống làm thủ tục xe đài. Nhau hai đôi chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Bằng trận thi đấu 186 màu thủy quân. Vâng, Mai Đô đứng trên đảng, chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 0:06 hiệp thi đấu thứ nhất với kỹ thuật cầm sở trường của mình, Đô Tạ Văn Hùng đến từ đoàn thể thao Ninh Bình, khố xanh thắng cuộc. Mời trận thi đấu 186 và ghế ở trận thi đấu 187 vì lý do sức khỏe, Đô Ngô Chí Đức Anh, câu lạc bộ vật Bình Xuyên không tham gia thi đấu, Đô Vũ Anh Văn, câu lạc bộ vật Cổ Chai Hải Phòng thắng cuộc. Ở trận thi đấu 188 hạng trên 100 kg, Nguyễn Hùng Kỳ, đơn vị Vũng Tàu không tham gia thi đấu, Lê Ngọc Vinh, đơn vị Thanh Hóa thắng cuộc. Mời trận thi đấu 189 hạng trên 100 kg, Lê Trần Nam, câu lạc bộ vật Cát Quế, Vũ Văn Hảo, câu lạc bộ vật Công an Nhân dân chuẩn bị. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu ở hạng cân 78 kg giữa hai đô Màu Tiến Quân, câu lạc bộ vật Cát Quế, Hoài Đức, khố đỏ, Tô Minh Hậu, đơn vị Bắc Giang, khố xanh. Mời hai đô vào thẳng. Hai đô nghe hiệu lệnh cho đại chống làm thủ tục xe đài. Ở trận thi đấu 180 tính do sức quân ạ. Vũ Văn Hảo, công an không tham gia thi đấu. Lê Trần Nam, câu lạc bộ vật Cát Quế thắng cuộc. Hai đô chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Mời trận thi đấu hạng 60 kg, trận thi đấu 190, Nguyễn Minh Tiệp, đơn vị Hà Nội, Nguyễn Xuân Tiến, đơn vị Vĩnh Phúc chuẩn bị. Vâng, như vậy thắng thua đã rõ ràng. Được thua hai đô cũng rất vui vẻ. Đề nghị hai đô đứng trên đảng, chúng tôi xin công bố kết quả cho vật ở lúc 0:51 hiệp thi đấu thứ nhất. Đô Tô Văn Hậu, đơn vị Bắc Giang, khố xanh thắng cuộc. Mời trận thi đấu ở hạng cân 60 kg, trận thi đấu 190 vào ghế. Ban tổ chức xin giới thiệu trận thi đấu ở hạng cân 60, Đô Nguyễn Hữu Tiệp, Hà Nội, khố đỏ, gặp Đô Nguyễn Quyết Tiến, Vĩnh Phúc.
Cố Xanh, mời hai đô vào giảng. Hai đô nghe lệnh trống xe đài. Hiệp thứ nhất của trận đấu bắt đầu. Trên sân vận động diễn ra trận thi đấu ở hạng cân 90 kg, xin lỗi, trận thi đấu 190 kg, một trận thi đấu thứ 190 ở hạng cân 60 kg. Đây là hai đồ vật đều đạt cấp thiên tướng cấp quốc gia nhiều năm do Liên đoàn vật Việt Nam phong cấp. Đội Nguyễn Trung Hiệp đại diện cho đơn vị thủ đô Hố Đỏ, đội Nguyễn Quốc Tiến đại diện cho câu lạc bộ Vật Vĩnh Phúc Hố Xanh. Hai đô đang tranh tài ở hạng cân 60 kg. Đây là hai đô có trình độ chuyên môn rất cao, đang sinh hoạt tập luyện ở hai câu lạc bộ vật mạnh nhất nhì toàn quốc hiện nay. Một đô đến từ câu lạc bộ vật Hà Nội Hố Đỏ, một đô đến từ câu lạc bộ vật Vĩnh Phúc Hố Xanh. Tôi đã giới thiệu cả hai danh đô đều là hai đô đạt cấp thiện tướng cấp quốc gia do Liên đoàn vật Việt Nam phong cấp rất nhiều năm nay. Nhắc hai đô không đan các ngón tay vào nhau để nghỉ trọng tài. Xác định đô nào chủ động đan tay trước chúng ta sẽ nhắc. Trọng tài nhắc cả hai đô. Lần thứ nhất trận đấu bắt đầu. Mời trận thi đấu 191 chuẩn bị. Trận đấu tiếp tục. Đô Cổ Xanh đang thi đấu dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng đoàn thể thao Nguyễn Phúc Ngô Chí Thanh. Đã có kiến nghị lại để xem công nghệ pha, và chúng tôi đã thống nhất
là với tổ trọng tài, trong khi đó là hai trọng tài viên và trọng tài chống là báo với tổ trọng tài chúng tôi là chưa phân đua thắng bài. Thì chúng tôi phân tích lại như sau: sau khi đô gỗ đỏ vào bóc đô gỗ xanh, thì khi đô gỗ đỏ tràn lên đánh đô gỗ xanh, thì đô gỗ xanh túm tay của đô gỗ đỏ thì xoay, còn một tay trái vẫn chống ở dưới thảm và xoay ở cửa góc độ nghiêng cho nên chưa ngã ngửa. Coi như trận đấu vừa rồi chưa phân thua thắng bại, hai đô vào sân sân. Thi đấu hiệp thứ nhất, hai đô tạm nghỉ. Chuẩn bị tổ trọng tài chuẩn bị hiệp hai bắt đầu. Xin mời sửa lại trang phục cho đô gỗ đỏ. Hai đô đang thi đấu hết sức tập trung, hai huấn luyện viên cũng đang căng não để đưa ra những chiến thuật hợp lý cho hai đô của mình. Trận đấu tiếp tục. Thôi ra ngoài, cả ba trọng tài đã ra
hiệu ra ngoài. Trận đấu tiếp tục. Xin biên bản các trọng tài đến thời điểm hiện tại bắt đầu bị nhắc nhở một lần vì lỗi thi đấu tiêu cực. Vâng, ai đủ thi đấu rất này thôi dừng lại ra ngoài rồi. Vâng, mời thầy Vinh cứ ngồi xuống ghế bình tĩnh để chỉ đạo. Trận đấu tiếp tục. Vừa rồi chúng tôi quan sát đô cố xanh là chưa đòn kỹ thuật. Khi ra đến mép zone, đô cố xanh quay lại chứ không cố tình quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Thi đấu vật dân tộc là như vậy, có tấn có thủ. Trận đấu tiếp tục. Xin nhắc thầy Vinh cứ ngồi xuống ghế để chỉ đạo. Mời hai đô đứng trước thẳng, chúng tôi xin công bố kết quả kèo vật ở lúc 3 phút 32 giây hiệp thi đấu hiệp phụ. Đô Phố Đỏ, đơn vị Hà Nội thắng cuộc. Mời trận thi đấu 191 vào ghế. Đề nghị các đồ hết sức khẩn trương cho trận đấu của ban tổ chức chúng tôi còn rất nhiều. Mời trận thi đấu 100